Đây là những hình ảnh ghi nhận tại một điểm giữ xe cách trường trung học phổ thông trên địa bàn khoảng 100m. Hầu hết tất cả số phương tiện đều là của các em học sinh. Nhà mình thì cũng đơn chiếc lắm, buôn bán ấy, mỗi người ở sáng 3 giờ rưỡi chỉ đi rồi. Thứ là rao để nhà cho con tự đi học. Sau lần này mình sẽ rút kinh nghiệm cho cháu, mình sẽ đưa đón sắp xếp mọi điều kiện để chở cháu đi học, sẽ không giao xe cho bé đi. Tình trạng học sinh chạy xe máy quá tốc độ, lạng lách và chưa đủ tuổi đang là vấn đề nhức nhối tại tỉnh Long An. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông tại địa phương đã tăng cường xử lý vi phạm. Trên địa bàn thành phố Tân An thì nó có khoảng 43 cơ sở như là trung học phổ thông, tiểu học và trường mẫu giáo. Thì thường cái giờ mà tan trường ra thì cái lưu lượng phương tiện rất là đông, cái nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất là cao. Nhưng mà cũng có một số cái đối tượng là học sinh thì chưa chấp hành cái luật lệ giao thông thì chưa có cao, thì công an thành phố Tân An thì cũng sẽ ra quân xử lý nghiêm các trường hợp này. Trong năm qua đã có gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên toàn quốc, trong đó có 2/3 số vụ do các em trực tiếp điều khiển phương tiện gây ra. Bên cạnh công tác tuyên truyền trực tiếp trong môi trường học đường, lực lượng chức năng cũng sẽ truy cứu trách nhiệm đối với hành vi giao xe cho người không đủ tuổi nếu để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.